Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, và xin kính chúc các bác một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thật là nhiều niềm vui và tràn ngập sức khỏe. Thì hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp đua cùng khung và vành full carbon cộng với cả một bộ cấu hình cực kỳ là chất lượng của dòng Shimano, đó là bộ đua dây. Đấy, và cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ là 21 triệu 800 thôi các bác nhé. Đấy, mức giá rất là rẻ cho cái bộ cấu hình gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano về xe đua rồi. Thì vì ra tại vì sao nó có giá rẻ như thế thì trước đây cái khung này nó là chiếc midsize Shadow các bác nhé, em để hình để cho các bác xem này, nó là chiếc midsize Shadow. Thì chủ cũ người ta đã tẩy cái sơn đi và dán logo check lên các bác nhé. Đấy, thì thế nên nó có cái giá chỉ là 21 triệu 800, cực kỳ là rẻ. Chứ còn về cái cấu hình này thì chắc chắn là không bao giờ dưới được 30, không bao giờ dưới 30 triệu các bác ạ. Bộ đua dây rất là cao cấp trong dòng xe đua rồi. Đấy. Nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tầng líp và 2 tầng đĩa các bác nhé, cho 18 bộ khác nhau, đùi đĩa trục rỗng. Đặt đĩa cũng đu ra đây. Đè đua ra đây. Và trên này bộ tay lắc hai bên và cùng phanh đó, phủ hết một bộ com lê dây các bác nhé. Rất là chất lượng, cấu hình cực kỳ cao và cộng với cả là vành này, vành carbon và khung đó, cũng full carbon luôn. Cuối lổ đây ơi, đi vòng cuối lổ rất là chất lượng. Bánh ngay trước cũng là bi vòng luôn. Và kể cả những cái chi tiết như là của phốt cọc yên, phốt ni lông cọc yên nó cũng là carbon hết các bạn nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Chuyển động Shimano Duza A, một cái bộ cấu hình rất là ngon, gần như là ngon nhất trong cái dòng Shimano về xe đua rồi. Nó cao cấp hơn cả Ultegra. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 21 triệu 800 bao ship toàn quốc, với cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bởi em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.